Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 50 năm chiến thắng Trác Tô, Tân Cảnh ngày 24 tháng 4 năm 1972, 24 tháng 4 năm 2022. Vừa qua, tại thành phố Kon Tum, Bộ Quốc phòng và Tỉnh ủy Kon Tum tổ chức hội thảo khoa học chiến thắng Trác Tô, Tân Cảnh, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm. Hội thảo có sự tham gia của hơn 250 đại biểu là tướng lĩnh, nguyên tướng lĩnh quân đội, nhân chứng lịch sử, nhà khoa học, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, lãnh đạo các ban ngành trung ương, lãnh đạo các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk, Gia Lai, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Nông. Theo đó, cách đây tròn nửa thế kỷ, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, trực tiếp là Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, ngày 24 tháng 4 năm 1972, quân và dân ta tiến công cụm phòng ngự của quân đội Sài Gòn ở Đắk Tô, Tân Cảnh và giành thắng lợi. Chiến thắng Đắk Tô, Tân Cảnh góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ đợt 1 chiến dịch Bắc Tây Nguyên. Đây cũng là trận chiến đầu tiên lực lượng vũ trang Tây Nguyên tiến công địch bằng hiệp đồng binh chủng quy mô lớn, có tốc độ nhanh, đánh bại một sư đoàn, đập tan cụm phòng ngự then chốt vững chắc nhất trong hệ thống phòng thủ của quân đội Sài Gòn ở Bắc Tây Nguyên, mở ra khả năng có thể đánh tiêu diệt lớn, tiến tới giải phóng hoàn toàn Tây Nguyên. Chiến thắng Đắk Tô, Tân Cảnh đã giải phóng một vùng rộng lớn của tỉnh Kon Tum với 25.000 dân từ Đắk Tô, Tân Cảnh đến Võ Định. Từ thắng lợi của trận Đắk Tô, Tân Cảnh, nhiều bài học kinh nghiệm về nghệ thuật lãnh đạo, chỉ đạo chiến dịch tiến công, hiệp đồng quân binh chủ quy mô lớn, sự phát triển nghệ thuật quân sự đặc sắc của chiến tranh cách mạng Việt Nam đã được tổng kết, và những bài học kinh nghiệm đó cần tiếp tục nghiên cứu, vận dụng với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Hội thảo khoa học có gần 90 báo cáo thăm luận của các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, các địa phương, tướng lĩnh, sĩ quan, nhân chứng lịch sử, các nhà khoa học trong ngoài quân đội gửi đến và trình bày trực tiếp tại hội thảo. Qua đó, làm rõ âm mưu thủ đoạn của Mỹ, chính quyền Sài Gòn, đồng thời khẳng định, làm rõ đường lối quan điểm chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, quyết sách đúng đắn kịp thời của Trung ương Đảng, mà trực tiếp là Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, là biểu hiện sinh động của sự chỉ huy nhạy bén, linh hoạt của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Chiến dịch, là tinh thần chiến đấu kiên cường, dũng cảm, đoàn kết, hiệp đồng tác chiến giữa các binh chủng, giữa bộ đội chủ lực, bộ đội địa phương và nhân dân các dân tộc Tây Nguyên. Nhân dịp này, tôi xin bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với các anh hùng, liệt sĩ, các đồng chí thương binh, bệnh binh, các đồng chí cựu chiến binh đã cống hiến trọn đời cho Tổ quốc, cho nhân dân và quân đội. Cảm ơn các đồng chí đã thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử đã tham gia trực tiếp và làm nên chiến thắng Đắk Tô, Tân Cảnh cũng như thắng lợi của quân và dân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng Việt Nam, thống nhất đất nước. Hội thảo khoa học chiến thắng Đắk Tô, Tân Cảnh, giá trị lịch sử và bài học kinh nghiệm đã góp phần làm sáng tỏ sâu sắc hơn những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra từ trận Đắk Tô, Tân Cảnh. Đây là luận cứ khoa học để vận dụng vào thực tiễn triển khai nhiệm vụ quân sự quốc phòng, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.